Đây là hình ảnh của chị khách hàng khi mà đến điều trị nám, thì tình trạng da chị là da bị nám rất là nặng, và đặc biệt nữa là cái nám nổi rõ trên gò má, thì Huế sẽ bước vào cái liệu trình cho khách hàng sử dụng sản phẩm uống bôi đắp ở tại nhà 30 đến 45 ngày. Sau đó thì bước sang giai đoạn 2, và ngày hôm nay thì khách hàng đến thì Huế sẽ sử dụng cái liệu trình mà để bóc tách toàn bộ cái chân nám cho khách hàng. Mọi người có thể nhìn thấy rõ là cái nám của khách hàng đã được xử lý ở trên bề mặt rất là kỹ, và bây giờ thì chúng ta sẽ vào cái liệu trình để bóc nám nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ, khi mà bóc xong thì da khách hàng bóc đến đâu là chân nám nó sẽ đi theo toàn bộ cái vùng mà mình bóc đến đấy, nên là da khách hàng sẽ trắng sạch và đẹp luôn nhé các chị nhé. Em có thấy đau không? Có thấy hồi hộp không? Đây này, cái vùng da nám của em khi mà bóc ra ấy, thì nó sẽ hút toàn bộ cái sắc tố nám, nó sẽ đen như thế này. Nhưng mà khi mà hút xong thì cái da của em nó sẽ trắng lại như bình thường, như trước khi mà mình bị nám ấy. Thì mình sẽ không bị những cái đốm nám trên bề mặt của em nữa. Em ơi, chị đã bóc, chuẩn bị là bóc xong cái toàn bộ cái chân nám của em rồi. Và bây giờ thì chị sẽ cho em xem kết quả sau khi mà bóc chân nám ấy. Thì em sẽ thấy là cái chân nám của em như thế nào. Em nhìn này, toàn bộ cái chân nám của em nó đã được hút hết ra theo cái này rồi. Đây chị nhìn em, nhiều không? Đấy, em thấy khác không? Trắng không? Trắng hồng ấy chị nhỉ? Ừ, thay đổi nhiều đúng không? Em thấy trẻ ra mấy tuổi rồi? Về là chị sợ chồng không nhận ra. Không nhận ra đúng không? Tại vì nhá, khi mà em cái tuần vừa rồi em nhắn tin cho chị rất là nhiều, vì em sợ là kiểu như là cái nám ấy không biết nó hút được cái chân không ấy, nên chị bảo là yên tâm. Bình thường thì sẽ không phải qua đây chị bóc, nhưng mà vì là em rất là lo lắng nên chị muốn qua đây để chị bóc cho em. Sau đó thì là cho em xem là cái kết quả da của em nó hoàn toàn bình thường, và nó gần như là không còn một tí nám nào xuất hiện ở trên bề mặt của em nữa. Đó, bây giờ thì em chỉ về nhà, em chỉ cần dưỡng ẩm và sử dụng kem chống nắng cho chị thôi là da của em nó sẽ đẹp mãi mãi như thế này nha em nhá. Mọi người ơi, nếu như mọi người đang bị những cái tình trạng nám giống như của bạn Linh này, thì mọi người hãy để lại số điện thoại hoặc inbox cho bên Huế, thì chuyên gia cũng như đội ngũ bác sĩ của bên Huế sẽ tư vấn để giúp cho mọi người lấy lại được một cái làn da đẹp như thế này nha mọi người nha.